Là bây giờ mình sẽ nhìn cho câu câu số 3 nè. Equity sentences. So number 3. C is the equity sentences. Why so? Cô ơi, sao màn hình của em là cô đang show 136 á cô? Hả? Ô vậy hả? Dạ rồi cô. Đây nè. Rồi, cái entry test. Cái này thử chưa? Dạ chưa. Đó, ta đang nói về cái này mà. Tức là gọi là sao, same reference, same referring expression, but người ta không phải phải nói là same reference, different referring expression, xong rồi mỗi người sẽ hiểu theo một cách khác nhau, cho nên nó sẽ tạo ra cái opaque context, đúng trường hợp này luôn. Okay, now number one, which of the following is the phrase country? A, B, C. 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 Tại sao C? Nó có chữ gì đặc biệt nè? I was telling you about. I was telling you about. Okay. Rồi, mình đang nói câu C nha. Tại vì nó là một cái equity sentence, bởi vì nó có ma mood và nó là một cái referring expression nè. Vậy đằng sau to be mình cũng có một cái referring expression khác và mình có thể đảo vị trí cho nhau được ha, nên nó acceptable và nó can reversible. Now number two, country, sorry, number one, country is a referring expression, not a referring expression or C sometimes. Mời C, đúng rồi, C, tại vì nó có một cái chữ rất là đặc biệt đó, các bạn biết chữ nào? Depend on context. Đúng rồi, depend on ha. Rồi. Number two, yes or no? Hà nè, Hà nó đi đâu mất rồi ta? Là bạn nào biết trả lời nhanh cho cô này, chứ không một lát nữa hồi không có kịp thời gian để đi hết bài đâu. Number two, sentence is wrong. Okay. If a sentence contains any referring expression, not depending on the time or place the sentence occur, if we are talking about the time and place, we are talking about the utterance, not about the sentence. Okay, utterance. So this one is no. C, huh? And number four, if have the sense in the same way that dog have sense, true or false? Nhung đi, false. Nhung trả lời được không? À, false. À, tại vì nó không có giống ha. Five. Right. Yes. Okay. Mình có cái big house, cái large house là number six.
John. John. Venus. Venus. Okay. Right, bây giờ mình sẽ nói về khái niệm của predicator, predicate, arguments, degree of a predicate. Now we talk about simple declarative sentences. The simple declarative sentences contain one or more than one referring expression and some other words that do not form part of any of the referring expressions. Okay, again, a simple declarative sentence contains one or more than one referring expressions and some other words that do not form part of any of the referring expressions. For example, when we say Mary's new job seems inspirational. So which part of the sentence is the referring expression? Mary's new job. Okay, Mary's new job is a referring expression. So here, okay? So one referring expression. And seems and inspirational are the words that do not form any part of the referring expression. Okay? So we can divide the sentences into referring expression and the element that are not referring expression. Or, okay, now number one, can you find all of the referring expressions from sentences 2 to 7 and then delete those referring expressions and write down the remainder to the right of the examples? Okay, now we do it all together. Tell me the referring expressions. Can he in number two? Missy Grass mm-hmm. and Mayor speech. Okay, so we have two referring expressions in here. Now, Kiman, number three, how many referring expressions are there? Kim Anh không có đó đúng không? Rồi mời bạn khác. Và bạn nào biết mình làm nhanh nè, để tiết kiệm thời gian không khỏi mất công chờ nè. Phương Nhung đi. Thưa cô là Africa and Cairo. Okay, Africa and Cairo. Number four. Andy Bird. Abidin. Andy Bird. And York. Okay, number five. This place. Number six. John Card. Number seven. Einstein. What about a genius? It's not a referring expression. Okay, it's not a referring expression. Right, thank you. So here are the things left. Now, the reminders in those examples are very sad. It is possible to discern one word which carries more meaning than the others. So if we look at the sentence in number two, the word right carries more specific information than is and the suffix in. And if we strip away the such less meaningful elements, the thing is left is a sequence of words, even though
It is not grammatical and elegant. It can still be understood as expressing a proposition. For example, now, if we have the boy is bad. The boy is bad. So the boy is bad. Now we remove the referring expression. Okay. So we have is bad left. Between is and bad, which word is more important in the sentence? Bad is more important. So I will remove is. And it, the same thing happened with the boy. So I removed the. So I have boy's bad. Boy bad is ungrammatical and inelegant because it doesn't look like a sentence. But we can still understand the meaning of the sentence. And so we can give out the proposition from this expression. Or the woman is writing speech. Is writing the speech. So we remove the referring expressions. So we have is writing left. Is and write and ink is are less important than write. So I will remove is and ink. So the remainder in the sentence could be woman writes speech. Ungrammatical, inelegant, but we can still understand the meaning. And now let's look at this reminder in the above exercise. In is and writing, so write is more important. What about in number two? Which one is more important? In. So we keep in and remove is. What about number three? Which one is more important? Between and is more important than is. What about in stinks? Which one is more important? Stink or stink? Stink. Okay, it's more important. So we remove z. In is red, which one is more important? Red. Red. Okay. What about in number six? Which one is more important? Genius. Okay, genius. Now, the word, the answer in the above exercise are called the predicators of those sentences. Predicators of those sentences. So let's have a look at the definition of predicator. Now, let's have a look, please. Right. So in the definition of predicator, please pay attention to this word. So we are talking about a simple declarative sentence. Okay. Predicator is the word that does not belong to any referring expression. And of the remainder, makes the most specific contribution to the meaning of the sentence. So the predicator describes a state of the process in which the referring expressions are involved. So again, predicator is not referring expression. One thing, one condition. Second, it has to make the most specific contribution to the meaning. It means it carries the most
meaningful part of the sentence. Second, the predicator needs to describe the state of the process that the referring expression are involved. So, for example, in mommy's asleep, give me the referring expression, please. What is the referring expression here? Mommy. So I remove mommy. Okay. Mommy is the referring expression. So I remove mommy. So in the remainder is asleep. Between is and asleep, which one is more important? Asleep. Okay. Asleep describes the state that mommy is in. That is, mommy feel alike to go to sleep, right? So I say asleep is the predicator of the sentence. Number two, I say the white man loved an Indian maiden. So I have two referring expressions in this sentence. That is the white man and the Italian maiden. So I cross out the two referring expressions and I have loved left. See, in love, I have love and I have suffix ed. Between these two elements, which one is more important? Love. So I keep love and I remove ed. And I say love describes the process, okay, or the situation. So I say love is the predicator. Is it okay? Yes. Right. Now let's look at exercise number three and give me the predicator of the following sentences. Now 3 minutes, go. Hungry. Mm-hmm. Hungry in number one, right? Hungry. What about number two? In. Number three? Crook. Number four? So we remove the referring expression here and here. Number five. Behind. Okay. Now let's look at the sentence here, the answers here. Hungry. What type of word is it? Adjective. Okay. In? Preposition. Okay, preposition. Crook. Now. Whimsical. Adjective. And behind? Preposition. So we can say that any kind of word, okay, can be the reference, can be the predicator. But let's look at the instruction for exercise three again. Strip away the referring expression and the verb be. So why the verb be cannot be the predicator? When we strip away the verb be, meaning be cannot be the predicator in these sentences. So why so? Be in these sentences contributes to the semantics of tense. It contributes to the meaning of the sentence differently because it is the indicator for the past and the present tense. So the verb to be in various forms like this is not the predicator. Okay, so adjective, preposition,
noun can be predicator, and also the verb, but not the verb to be as the tense indicator. All right. Chỗ này các bạn theo kịp cô không nè? Khi động từ to be được sử dụng như là những cái tense indicator thì mình đừng đem nó vào trong cái predicator của mình ha. Rồi. Như vậy thì mình sẽ có những cái loại từ nào được đóng vai trò là predicators. Thì thứ nhất nó có adjectives, verbs, prepositions, nouns. Và những từ loại này tuyệt đối không được làm predicators, conjunctions, articles, and the verb to be as the tense as predicator. Sorry, as the tense indicator. Khi nó là tense indicator thì mình không có dùng. Ngoài ra thì mình cứ dùng thoải mái ha. Rồi, tiếp tục. Thế thì mình sẽ nói rằng là predicators in sentences thì nó khác nhau về mặt cấu trúc nhưng nó tương đồng về mặt ý nghĩa. Và nó là những từ loại khác nhau thì có thể function như là predicators trong một câu. Tức là người ta đang giải thích cho mình thôi chứ không có gì hết. Và khi mình phân tích một câu trần thuật đơn giản thì mình sẽ có hai cái chức năng chính về mặt semantics, về mặt ngữ nghĩa. Đó là chức năng của predicator và chức năng của argument. Các bạn đặc biệt lưu tâm tới hai cái khái niệm này, đó là predicator and argument. So the role of predicator will be played by predicates. The role of arguments can be played by the referring expressions. So next time, when we talk about arguments, we will talk about referring expression. Okay. For example, chút xíu nữa mẹ đang làm. Chút xíu nữa. Okay, now in the sentence, John is an Argentiner. The predicator is Argentinian and the argument is John. And so I say that in this sentence, we only have one argument because we only have one referring expression. Understand? Chỗ này mình theo kịp cô không này? Cái chỗ này tại sao mình nói, cô nói rằng là chỗ này chỉ có một cái referring expression cho nên nó có một argument. Các bạn theo kịp không? Cô nói lại cái phần arguments. Okay. Arguments là một trong cái trong một câu đơn giản xét về mặt semantics thì nó có hai vai trò. Vai trò thứ nhất là vai trò của predicators và vai trò thứ hai là vai trò của arguments. Và arguments thì cái vai trò đó sẽ được thể hiện qua referring expression. Còn cái vai trò của predicators sẽ được thể hiện qua predicates. Không, mẹ không biết. In John is an Argentinian. John is a referring expression. So I say the argument in this sentence is John. Argentinian is not the referring expression. So in this sentence, Argentinian function as the predicator. Cái chỗ này các bạn biết tại sao không? Các bạn nào nghĩ rằng là câu này mình nên có hai cái arguments không? Mình hiểu rồi cô. Ok. Tức là mình cứ nhìn vào cái số lượng của referring expressions ở trong câu thì mình sẽ xác định được số lượng arguments. Ha. Như vậy thì ở câu số 2 thì cô nói rằng mình có hai cái arguments. Các bạn đồng ý không? Dạ. Ok. Đồng ý ha. Và đó chính là John and Pablo. So in sentence number 3, John, Pablo and Rio are the three arguments of the predicator take. Như vậy các bạn để ý cho cô nè. Động từ, tính từ, danh từ, giới từ đều có thể làm predicators. Ha?
tất cả những cái referring expression đều là arguments. Và muốn làm referring expression thì trước mắt nó phải là một noun phrase. Nha. Rồi, thế thì các bạn xác định dùm cho cô là trong câu số 1 này, predicator là đứa nào và arguments là đứa nào. Menace là predicator. Đúng rồi. Dennis là argument. Ok. Number 2. Predicator. Show. Show with ED or without ED? Without ED. Ok. Arguments. Fred. Fred. Ray. And Jen. And his BMW. Number 3. Proud is predicator. Okay. Donald is argument. And his family. Okay. What about number 4? Outside is predicator. Okay. Does hospital and the city is arguments. Arguments. Are arguments. Okay. Thank you. Now, next. Now, we talk about semantic and grammatical predicates. Rồi, các bạn để ý cho cô nè. Mình đã từng gặp cái khái niệm predicators này ở trong môn syntax khi mà mình nói về hai cái thành phần chính nhất là của một câu. Nha. Tuy nhiên, á, ở khi mình nói về semantics thì mình sẽ đề cập tới hai cái khái niệm này ở một cái khía cạnh khác. Như sau. In terms of semantic analysis, sentences contains predicator and arguments. Predicator chỉ có một, nhưng arguments thì có thể có nhiều. In traditional grammatical analysis, the sentences consist of subject and predicates. Như vậy thì cái thành phần predicate ở trong một câu truyền thống bình thường xét về phương diện ngữ pháp thì nó giống như là vị ngữ. Nó là chủ ngữ. Ha, bên đây là vị ngữ. Vị ngữ có nghĩa là gì? Nó là thành phần mà thể hiện cái hoạt động, trạng thái do chủ ngữ nó thực hiện. Thì trong câu tiếng Anh, thông thường hồi trước giờ mình học á, thì mình hay nói là sentence consists of the subject and verb. Chẳng qua là vì verb nó đóng vai trò chính nhất trong thành phần của predicates. Nha. Thì ngoài cái verb ra, trong một cái predicate của một câu truyền thống theo mặt ngữ pháp thì nó còn có adverb, rồi đóng vai trò của action, rồi nó có object, nhiều cái nữa chứ không chỉ riêng là subject and verb. Do đó thì mình phải chỉnh cái khái niệm về câu ở trong trường hợp này. Thì subject and predicates là in terms of grammar. In terms of semantics, so we have predicator and arguments. And predicates. Predicates is any word that can function as the predicator of the sentence. Vậy thì câu hỏi đặt ra là gì? Predicator có phải là predicate hay không? Theo các bạn. Và muốn từ một cái predicate trở thành một cái predicator thì nó phải đóng vai trò, nó phải có những cái điều kiện gì? Đố bạn nào biết? Bạn nào giải thích được nào, giúp giùm cô nè. Nó là động từ chính hay là nội dung chính trong câu? Tức là khi mình nhắc lại một lần nữa cái khái niệm về predicator. Khi mình nói rằng là predicate is any word that can function as a predicator of the sentence, so we have to remind ourselves of the definition of predicator. First, predicator is not the referring expression. Okay? It carries the most important meaning in the sentence. And it describes the state of the process that the arguments involved.
or the referring expression involved. And predicates is any word that can function as the predicator. So let's say in these sentences, which word in these examples, which word can be the predicates? Can you tell me the number? One, two. Number one. Two. Five predicates. Five predicates. I don't know. I said that from one to six, there are five predicates. From one to six, there are five predicates. What are they? Which are one, two, three, and six. And six. What about you and Fred? It is referring expression. Okay, they are referring expression. So when they are referring expression, they cannot be the predicates because they cannot function as the predicator. Now, the definition of predicate contains two conditions. First, predicates must be a word or sequence of words seems sensible to be analyzed as single predicates and in a single sense illustrate the degree of abstractness in the notion of predicate. Single sense, mình còn nhớ sense không? Sense là gì? Sense là relationship between words. Đúng rồi. Between words and words, đúng không? Và ở đây nó xác định cái abstractness, cái mức độ cụ thể, cái mức độ trừu tượng của cái khái niệm đó. Và như vậy thì một cái predicate chỉ có một sense thôi. Mình chỉ xét một cái nét nghĩa của từ thôi. Chẳng hạn ví dụ như bây giờ mình có từ bank. Rõ ràng rằng từ bank là có hai nghĩa. Như vậy khi mình nói bank và một cái predicate muốn ở chỗ nào thì mình sẽ phải xác định cái nghĩa nó đang sử dụng với nghĩa nào và mình sẽ sử dụng cái subscript number để mà mình xác định cái predicate của nó ha. Cho nên mình phải có context. Tiếp tục lại quay về câu chuyện của context. Rồi mình so sánh. Đọc giúp dùm cô cái so sánh này. Xem thử các bạn có hiểu được chút nào hơn về predicate và predicators hay không. Mà khi mình nói về predicates, nào, predicate identifies elements in a language system, whereas predicator identify the semantic roles. Okay? And independently, particular examples. But when we talk about predicates, predicator, we have to be the predicator played by a word or more in a particular sentence only. It means that when we are talking about predicates, we do not need to pay attention to the sentence or the utterance or the context. But when talking about the predicator, we need to put that word or that piece of language into a sentence to check whether or not it carries the most important part of meaning of the sentence and whether or not it describes the state or the process.
and whether or not that piece of language is a referring expression. So we cannot have a list of predicators, but we can have a list of predicates. Just because predicate is context-free, predicator is context-bound. Một cái thì không phụ thuộc vào ngữ cảnh, cho nên muốn bao nhiêu cũng được, muốn lập danh sách bao nhiêu cũng được. Còn predicator thì phải có ngữ cảnh, phải đưa vào trong câu ha, thì mới được xét. Như vậy thì cái khái niệm về predicator nó tương đồng với khái niệm về subject trong ngữ pháp ở chỗ we can have the subject of a particular sentence, not a list of subjects in English. And we can have the predicator of a particular sentence, not the list of predicators in English. Understand? Kịp không các bạn? Nha, rồi mình đi tiếp chỗ này. Như vậy, bên đây. One simple sentence only has one predicator, although it may well contain more than one instance of predicate. Ví dụ, trong câu này, a tall, handsome stranger entered the salon. Cho cô các cái referring expression mà mình đang có. So in this sentence, we have two referring expressions. So the things that left is enter. Enter consists of enter and ed. Between enter and ed, enter is more important. So enter is the predicator of the sentence. But we can have a list of predicates in this sentence, and they are tall, handsome, stranger, and salon. Any question? Tới chỗ này các bạn nắm được không nè? Nắm được không? Thế thì tại sao ở chỗ này có rất nhiều các cái predicates mà chỉ có một cái predicator không thôi? Bạn nào xác định được dùng câu nào? Lấy điểm cộng nào. Tại vì enter carry the most specific meaning of the sentence. Rồi, thế thì tại sao mình lại có một đống cái predicates ở đây? Vậy thì mình phải quay lại cái định nghĩa của predicates. Predicates are any word that can function as predicator. Đúng không nào? Trong câu này của mình thì nó không phải là predicator, nhưng nếu mình đặt nó trong những câu khác thì nó vẫn hoàn toàn có thể đóng vai trò của predicator. For example, John is tall, he is handsome, he is a stranger, and the red circle building is a salon. À, như vậy là mình phải phân biệt rất rõ
Predicator trong một câu thì chỉ có một, nhưng predicates thì có thể có nhiều, bởi vì nó có thể không phải là predicator trong câu này nhưng có thể là predicator trong những câu khác. À, và muốn làm predicator thì trước hết nó không được phép là một referring expression. Cái thứ hai là carry the most important meaning of the sentence. Và cái thứ ba là describe state of process or anything that involved the arguments. Này. Và nhìn cho cô sơ câu số 1. The word, the predicate male function as a predicator in A, B, or C. And why? Này, câu số 1 được không? Male có được gọi là một cái predicator trong trường hợp này không? Dạ không. Tại sao không? Tại vì nó không mang cái ý nghĩa quan trọng nhất trong cái câu. Đúng rồi, và nó đang nằm ở đâu nữa? Nó đang nằm trong cái referring expression. Đúng rồi, nó đang nằm ở đây này. Nó là một phần của referring expression ha, cho nên nó không phải là predicator. Còn số 2 và số 3 thì sao? Câu C được. Câu C ok ha. Còn câu A thì sao? À, câu B thì sao? Câu B được. Câu B được luôn ha. Rồi ok. Nào tiếp tục câu số 2 nào. Human. All humans are mortal. On humans are mortal. Thì không được. On humans. Referring expressions. Human ở đây thì ok. Nha. Rồi, tiếp tục. Ý này nữa là chúng ta sẽ nghĩ. Là the degree of predicator. The degree of predicator indicate the number of arguments is normally understood in a simple sentence. For example, asleep is a predicator of degree one because asleep appear in the sentence like I feel asleep. When I say I feel asleep, there is only one referring expression can be found in that sentence. And that sentence uses asleep as a predicate. So the number of arguments or the number of referring expression in the sentence can decide the degree of the predicate. Or if I say loved is a predicate of degree two, or I say love is a two-place predicate, what do I mean? What do I mean? If we want to decide the number or the degree of predicate, we have to put the predicate into sentences. So I put the word love as a verb into a sentence. And love, for example, say, I love you. How many referring expressions are there? One. Or two. Two. They are? I and you. I and you. So the verb love can be understood in a sentence that contains two referring expressions. So I say love is a predicate of degree two, or a two-place predicate. Two-place, vì nó có hai vị trí này. Trong câu đó nó cần hai vị trí cho hai cái referring expression và để có thể sử dụng được cái câu này. Và mình nói với nhau rằng là tính từ, đa phần tính từ đều là degree one predicate
hoặc là one place predicate. Thế thì cô hỏi các bạn, động từ thì thuộc loại nào? Cái degree của động từ sẽ là 1, 2, 3 hay là 4? Đố các bạn biết. Theo em là sẽ là nhiều. Cô ơi, cô chưa bật mic. Ví dụ như là nội động từ I sleep thì có tác động tới đứa nào khác nữa không? Không có ha, cho nên chỉ có liên quan tới một đứa thôi. Thì như vậy sleep là one place predicate. Nhưng mà nếu mình nói là I eat bananas thì cái động từ đó cần một đứa làm. I and needs something to be the object, bananas. So it is a two place predicate. Okay? But if I say, I show Jane my book. I show Jane my book. So I, Jane, and my book are the two referring expressions in that sentence. Meaning, there are three arguments in that sentence. So show is a three place predicate. Okay. Rồi, như vậy thì mình sẽ ngưng bài ở đây. Và các bạn ở nhà nè, theo cái định nghĩa của predicate, predicator and degree of predicate thì các bạn làm hết tất cả những bài tập có trong sách cho đến hết trang cho đến hết trang 55. Tuần sau mình sẽ có một bài kiểm tra từ chương 1 cho đến chương 5. Nội dung là từ chương 1 cho tới chương 5. Thời gian là 30 phút. Sau đó thì mình sẽ đi tiếp phần chương 6 và chương 8. Chương số 7 về diesis and definiteness thì sẽ không học, nhưng nó nằm trong nội dung của bài thi cuối kỳ và nó có giá trị khoảng hình như 1 điểm. Do đó các bạn sẽ đọc cho cô chương 6, chương 7, chương 8 để chuẩn bị nội dung học cho tuần sau. Còn ôn lại từ chương 1 cho tới chương 5 để kiểm tra. Và bài kiểm tra là bài kiểm tra số 1. Đáng lẽ là tuần này mình sẽ kiểm, nhưng tuần này mình học online cho nên mình không kiểm. Tuần sau mình sẽ bắt đầu kiểm. Rồi, có thắc mắc gì không ạ? Cô ơi, hồi nãy cô kêu bài kiểm tra bao nhiêu phút em chưa nghe kịp. 30 phút nha Mai. 30 phút, làm rất nhanh. Cô ơi, cô chiếu lại cái slide hồi nãy được không cô? Slide nào? Dạ, cái slide cô mới vừa bấm qua, cái slide về... Mới slide chứ không? Dạ. Đây. Cái phần này á là hồi nãy cô nói là nó liên quan tới cái số lượng argument có trong một câu đúng không cô? Đúng rồi. Dạ. Ví dụ như cái câu I love you là có hai arguments, so nó là degree 2. Còn ví dụ như là Mary and I love John thì nó có ba cái arguments, thì nó là degree 3 cô. Tôi có. Lúc đó thì Mary and I là một cái referring expression, tại vì nó là một cái noun phrase. Nó là một cái noun phrase và John là một cái noun phrase khác. Thì như vậy là có hai noun phrase tương ứng với hai cái referring expression, và hai cái referring expression đó thì nó đang đóng cái vai trò của, nó đang thể hiện vai trò của arguments trong câu. Cho nên là trong câu động từ love, tức là mình nhớ nè,
nội động từ á. Nội động từ là chỉ có one place predicate. Ngoại động từ là two place predicate. Ngoại trừ một số động từ mà cần direct object với indirect object thì nó là three place predicate. Kịp không? Tức là mình sẽ về mình xem lại giúp cho cô trong cái sentence structure của syntax đó, cái phần mình ôn thi á, thì mình sẽ thấy là có những câu nó có SVO, SVC đó. Thì SVO thì trong câu, nếu mà là câu cấu trúc của SVO thì câu đó là động từ của nó sẽ là two place predicate. Có những câu thì động từ của nó là SVO indirect object and direct object thì câu đó là three place predicate cho động từ. Yeah. Okay. Cái phần lý thuyết còn lại trong sách cũng như phần bài tập đó, nó chỉ làm rõ hơn cho cái định nghĩa của degree of predicates, cho nên là các bạn không cần phải quá lo lắng. Các bạn làm toàn bộ các cái bài tập ở trong sách kèm lời giải thích, nên làm phần study guide and practice, ôm lại lý thuyết, tất cả các cái định nghĩa. Với mỗi cái định nghĩa như vậy thì mình nhớ cái key things, đó, cái keywords trong từng định nghĩa là ok. Rồi, vậy ha. Xong mình sẽ gặp lại. À, cảm ơn các bạn.